Xin chào anh chị em. Thì thị trường nó có một cái phiên cuối tuần nó giảm tới 19.69 điểm. Thì cái mức giảm này nó đã được rút ngắn khá là nhiều, anh chị em thấy một cái cây nến rút chân. Thì thay vì dự đoán thử coi tuần sau nó đi như thế nào, và các cái dự đoán cũng đoán mò thôi, thì hôm nay mình tập trung mình giới thiệu với anh em, chia sẻ với anh em cái code Army Docker, và mình trực tiếp mình viết để mình thống kê một vài cái đặc điểm tương tự ở trong quá khứ, xem thử coi hành động trong quá khứ như thế nào. Thì chủ yếu hôm nay là mình sẽ viết code về Army Docker để thống kê lại những cái dữ liệu, và cái thứ hai nữa là giải thích những cái câu lệnh ở trong cái bộ code đó để anh em hiểu, và những lần tương tự anh em có thể chỉnh sửa và thêm thắt theo cái ý của mình được. Thì mình cũng sẽ đi test một vài cái chiến lược mà mọi người hay nói, ví dụ như cắt xuống đường MA10, MA50, thì mình sẽ giả sử một vài cái trường hợp nó xảy ra để anh chị em xem thử coi trong quá khứ nó hiệu quả bao nhiêu lần và nó hiệu quả như thế nào. Và cái cuối cùng thì cũng đi tổng kết lại cái chiến thuật như thế nào là cho hợp lý của từng tới. Thì bản chất về Army Docker mình tìm hiểu khá là nhiều, thì nếu mà anh chị em mới biết cái kênh mình á, thì thật ra mình làm mình cũng chia sẻ tới hôm nay cũng được khoảng 78 cái clip về Army Docker. Thì có những bài rất là căn bản, bắt đầu mình làm cái kênh này từ 2 năm trước, làm về từ cái căn bản nhất về Army Docker tới những cái bài cũng được xem là nghiên cứu rất là nhiều của mình, ví dụ như đưa cái báo cáo tài chính vào trong Army Docker và khai thác dữ liệu của nó, hoặc là những cái hệ thống để đánh phái sinh, hoặc là rất là nhiều thứ, hoặc là dịch những cái chỉ báo từ TradingView về Army Docker, những cái chiến lược mà các cái sách nó đưa ra. Thì anh chị em nếu mà biết mình về Army Docker có thể vào cái kênh của mình, và thì cái chuỗi bài này, danh sách phát này, thì mình cũng có để cái link ở dưới cái phần mô tả. Nếu mà anh em chưa biết về Army Docker thì mình nghĩ hôm nay cũng nên bắt đầu cài. Thì mình cũng để cái phần mềm cài đặt Army Docker bên dưới cái đường link có mô tả cái clip này, video này, để anh chị em tải về cài, và mình sẽ viết một bài cái cách cài dữ liệu cơ bản, và thật sự nó rất là nhanh và rất là dễ. Hiện tại ví dụ buổi tối anh em cần xài nghiên cứu á, thì nó có bên cung cấp dữ liệu miễn phí cho anh em dùng để nghiên cứu luôn, nó rất là thuận tiện. Nên mình nghĩ hôm nay là cái giai đoạn mà thị trường nó xấu, nên anh em có thời gian bỏ công sức ra học á, thì nên cài ngay hôm nay. Bản chất Amiocơ nó rất là dễ và nó thuận tiện rất là nhiều cho mình trong khi sử dụng. Thì quay lại cái hôm qua khi mà thị trường nó bắt đầu nó giảm, mở gap phiên sáng khá là nhiều á, thì mình có viết một cái lệnh ngắn bản chất trên nhóm anh em trong group của mình thôi, là phiên sáng hôm qua cũng đắn đo suy nghĩ. Thì mình nói để mình viết vài dòng code thống kê lại cho anh em xem thử. Thì hôm qua mình viết mấy đoạn này và thống kê lại trong lịch sử, nếu mà cái lúc mình viết nè, thị trường nó đang giảm hơn 30 điểm, nó đang giảm khoảng gần 40 điểm, thì mình viết là cái điều kiện phiên sáng nó mở cửa, nó mở gap lớn hơn 10 điểm, và giá thì mình lúc đó mình lấy giá hiện tại. Tuy nhiên là khi mà chiều nó đóng cửa thì cây nến nó còn đẹp hơn cái mức này, nên là mình ở trong code này mình sửa lại là cái giá thấp nhất nè, giá thấp nhất của ngày hôm trước, giá thấp nhất của ngày hôm trước trừ giá thấp nhất của cái phiên hiện tại, giá thấp nhất hiện tại trừ giá thấp nhất của phiên hôm trước, là nó chênh lệch giữa hai thằng giá thấp nhất này là hơn 30 điểm. Thì giả sử như mình mua tại thời điểm đó thì 2 ngày hôm sau mình bán là nó lãi hay là nó lỗ. Thì mình làm cái thống kê ra một cái bảng anh chị em thấy, giả sử như mình mua không phải là ngay cái giá thấp nhất đó, mà mình mua ngay cái giá đóng cửa luôn, thì trong vòng 15 lệnh, 15 lần mà nó xuất hiện trong quá khứ của thằng VN-Index, nó có điều kiện tương tự, thì trong đây nó chỉ có 5 lần là anh em dính lỗ thôi, còn lại 10 lần là chiến thắng.
Còn nếu mà anh em mua mà tại cái giá mà âm 30 điểm thì cái tỷ lệ mà được lãi đó nó sẽ còn cao hơn nữa. Thì một tí mình đi thống kê từng cái cho anh em tham khảo thử. Hiện nay là cái hôm qua thôi, bản chất cái code này mình cũng sẽ mình để ở dưới cái comment copy, mình bỏ vô những cái bình luận thì anh em vào đó. Thì sẵn hôm nay mình cũng chia sẻ luôn là những cái tuần tới và ngày thứ bảy mình sẽ cố gắng mình livestream để trao đổi với anh em về AmiRocker, về khai thác dữ liệu và trường phái đánh theo hệ thống như mình đang theo đuổi. Thì những ngày như vậy á, nếu mà anh em nào có cái chiến lược gì trong đầu mà chưa có mô phỏng nó lên thành cái hệ thống hoàn chỉnh được thì anh em nói mình sẽ trực tiếp mình viết để mình tặng cho anh em, để chia sẻ mọi người cùng cùng nhau có cái công cụ, và hy vọng cái này giúp được mọi người phát triển cái khả năng đầu tư trong lâu dài. Thì mình hy vọng những cái chia sẻ của mình giúp được mọi người. Thì quay lại hôm nay mình sẽ đi tìm, đầu tiên mình tìm những cái cây mà nó rút chân cái kiểu này, xem thử coi ở trong quá khứ nó xuất hiện bao nhiêu lần và thị trường diễn biến một hai phiên tiếp theo thường nó sẽ như thế nào, để anh em có cái tham khảo. Thì mình nó thiên về phân tích kỹ thuật, một số anh em là phân tích khá là nhiều thông tin, nhưng mà hồi nãy mình cũng mở lên một cái thông tin, nếu mà mọi người nói dài hạn ngắn hạn gì, ví dụ như chỉ số PE của VN-Index hiện tại thì PE nó hiện tại quanh mức 14-15, còn khi mà thị trường nó sập nó ở vùng đỉnh này thì PE nó đạt cái mức cao nhất cũng nó cũng khoảng 17-18, nên là hiện tại nó cũng là cái mức sàn khá là bình thường thôi, cũng không có phải hay quá tệ. Nên là cũng nếu mà nhìn phân tích kinh tế thị trường gì là hiện tại mình thấy nó hơi dư thừa. Rồi mình quay lại cái việc chính của mình là cái việc về thì kỹ thuật nha. Thì mình sẽ viết cái code đi lọc những cái cây nến rút chân. Thì cây nến bản chất cây nến có gáp. Thì đầu tiên mà một cây nến mở gáp và rút chân như như phiên cuối tuần thì mình đi cái giới đầu tiên là gáp, thì em đặt một cái biến đại, ví dụ như khoảng trống đặt là gáp, bởi vì chữ gáp là ở trong gáp up gáp down là ở trong AmiRocker nó có cái hàm luôn, đặt chữ chữ gáp không thôi. Gáp có nghĩa là cái giá cao nhất của cây nến hiện tại và cái giá thấp nhất của cây nến ngày hôm trước đó, nó có một cái khoảng trống. Thì mình lấy cái giá cao nhất của ngày hiện tại là H nè, trừ cho cái giá thấp nhất của ngày hôm trước. Thì ví dụ anh em lấy giá của ngày hôm trước thì dùng cái hàm reference này, giá thấp nhất của ngày hôm trước là dùng chữ L. Thì bản chất ở trong AmiRocker nó có vài cái biến mà mặc định O, H, L, C, I, V, thì một số thằng đó nó cũng phổ biến thôi. L là giá thấp nhất, thì của ngày hôm trước là mình dùng trừ một nè. Thì giả sử hai thằng này trừ nhau, mình cho nó vẫn là lớn hơn 10 nha. Như phiên cuối tuần anh em thấy là thấp nhất của thằng này là 1211 và cao nhất của thằng thằng này thì nó là 1199, thì nó cũng khoảng 12 điểm á. Thì mình cũng đưa một cái điều kiện tương tự như vậy là thằng không, cái này vậy là nó phải bé hơn, nó bé hơn âm 10. Thì đầu tiên là điều kiện về gáp trước, xong là một cây nến rút chân và cái biên nó lớn. Để mình mở qua cái mẫu hình nến, nó có định nghĩa cái nó biến động ở trong phiên là cái thân nến, ví dụ từ cái phiên từ cái giảm này đỉnh tới cái
anh em thấy từ cái vùng đỉnh về tới cái đáy nến nó là nó khoảng hơn 20 điểm. Nó 23 điểm. Thì mình cho nó 20 điểm đi rồi xong xem nó rút chân bao nhiêu. Đo trước đây hồi à, tính cái điểm này nó cũng hơi khó tính tính phần trăm đây cho nó dễ, là bên mẫu hình nến này mình có quy ra phần trăm nè, là cái biến động nó là 2%, bóng dưới là 1.5%, thì nó thay đổi cái mẫu hình nến nó không là nó thay đổi về giá giảm là 1.62% nè. Thì quan trọng mình lấy cái bóng dưới và cái biến động này để làm cho anh em thôi. Thì mình đầu tiên mình khai báo về cái bóng dưới cái thằng nến trước đi. Thằng nến nó thì cái thằng nến sẽ bằng cái điểm cao nhất từ cái điểm thấp nhất. Thì cái này nó lớn hơn, nó phải lớn hơn 2%. Hôm nay 2% thì cho nó lớn hơn 1.1.8% thôi. Đến phần trăm thì mình chia chia cho C ở đây 100, nhân cho nguyên cái khối này là cho nó ra phần trăm cho dễ hình dung. Thì nguyên cái thân cây nến này nó phải lớn hơn 1,8, và cái bóng dưới thì bóng dưới của cây nến thì mình định nghĩa là nó bằng cái bóng dưới thì nó sẽ bằng ví dụ như cây nến này xanh á, thì nó sẽ là cái giá thấp nhất của hai thằng mở cửa và đóng cửa. Nếu mà thấp nhất của mở cửa và đóng cửa trừ cho cái giá thấp nhất nó sẽ là ra cái vùng bóng dưới, thì mình dùng mà min của thằng mở cửa là O và đóng cửa là C nè, trừ cho L, thì cái này nó sẽ ra cái độ dài của bóng nến. Thì cái này mình để này, mình đi lọc nó ra để nó ra vài thông tin cho anh em dễ hình dung ha. Filter cho bằng một. Ở đây mình viết thử add vài cái cột vô nha. Add column, giả sử như add thanh nến thì dài mấy phiên hôm nay thì coi nó là bao nhiêu phần trăm. Không, thân không nó sẽ ra, tại vì thân này là điều kiện ra true false là 1-0 á, mình chỉ copy cái đoạn này vô thôi thì nó sẽ ra phần trăm. Mình để ở đây là phần trăm thân nến, và format đó, có nghĩa là nó bao nhiêu số lẻ thì lấy một số lẻ thôi. Rồi, ok, một hàng add thêm hàng nữa, add thêm một dữ liệu nữa để nhìn cho dễ hiểu. Là bóng dưới thì coi nó dài bao nhiêu. Ghi này bóng dưới vẫn là một chữ số lẻ thôi. Ok, rồi mình sao nó lại thì nó sẽ, mình không có đặt tên gì cho, để là formula 21 thì nó lưu ở formula 21 ở trong cái mục custom nè. Thì anh chị em có nhiều cách để mà mình dùng filter bằng một, tức là mình lọc tất cả đều thỏ thì send qua cửa sổ analysis này để giả sử như mình chọn là cái chỉ số hiện tại là phân tích VN Index thôi, trên cung tuần là từ năm 2017, nói chung cái này lấy vài ngày cho ví dụ trước chơi trước chứ 2017 nó hơi dài.
hoặc là từ 2017 thì quay lại cái điều kiện lọc lại. Ví dụ cái này mình không lọc tất cả mà mình lọc những thằng có gap, nó thỏa cái điều kiện gap gap lớn hơn 10 điểm nè. Gap vào thân luôn đi, and thân. Để nó ra vài thông tin. Rồi mình lấy từ năm 2017 tới hiện tại explore thử ra nó ra gì. Nhầm, cái này current mới đúng. Bởi vì VNNDES dùng để current thôi, explore. Rồi nó ra cũng khoảng chục lần á, 1 2 3 2 4 6 8 10 12 14 15 15 lần. Thì nhìn trên đây dò qua dò lại, dò bên cái biểu đồ này nhỏ thì nó rất là khó. Thì mình quay qua đây mình thêm một cái mũi tên tại những cái điểm mà nó thỏ. Giả sử như này mình để điều kiện lọc đi. Gáp vào thân. Thì mò khó nên là mình sẽ add một cái mũi tên vào để cho anh em nhầm add cái mũi tên là dùng cái hàm blot cái mũi tên nha, blot sap. Thì gõ vài chữ nó sẽ xuất hiện cái câu lệnh nhắc. Em yêu cơ nó rất là dễ cái khoản này nên là thì mình dùng thằng sap. Nếu mà mũi tên thì là sap up how đi. Nhân với cái thằng điều kiện lọc nè, là những thằng nào nó thỏ điều kiện lọc á thì nó sẽ cho số 1. Nếu mà không thỏ thì nó là số 0, nên là số 0 nó sẽ không in ra hết. Mình viết cái câu lệnh vậy cho nó đơn giản. Dùng color thì nó có vô số màu. Cái màu tím là cái thằng cái màu hồng cánh sen á là thằng custom 12 này nè. Layer 0, vị trí y thì mũi tên ở dưới hướng lên thì mình cho nó là L, cho nó nằm ở dưới một chút thì cho nó trừ một số pixel, ví dụ như âm 15 pixel đi. Rồi save lại. Thì qua thằng VNNDES thì mình cái slab này mình bỏ cái formula 19 này đi. Thì mình kéo thằng formula 21 vào nè. Thì những cái lần mũi tên này nó sẽ có xuất hiện điều kiện, một là gap, hai là cái điều kiện thân nó dài. Thì xem quá khứ nó xuất hiện ở đây một lần, ở đây một lần, đây đây. Cái này mình chỉ là điều kiện thân nến thôi, chưa có điều kiện rút chân gì hết. Thân nến dài và mở cửa gap đây. Cái lần này cái thân nến từ 2017 nó xuất hiện khoảng 15 lần. Thì cái đây là cái cách mình nhận diện những cái điểm, quay qua cái điều kiện về rút chân. Thì anh em thấy một số lần nó xuất hiện, tuy nhiên là ví dụ lần này thì nó khá giống, lần này thì cũng ok, lần này thì không phải là rút chân nè, lần này cũng không phải rút chân, lần này rút chân khá là thấp, lần này cũng không rút chân luôn. Thì để dò từng cái lệnh nó rất là khó, nên là mình cũng quay lại mình làm code. Thì bản chất code nó sẽ rất là dễ. Giả sử mình để rút chân đi. Rút chân thì ví dụ đơn giản nhất là cho cái bóng dưới này thì mình ra một cái số. Ví dụ cho bóng dưới nó lớn hơn 10 thì anh em lọc ra thử xem nó còn bao nhiêu lần á. Sell lại qua đây bấm explore thôi. Nó mắc 24.
bóng dưới cho nó lớn hơn 15 luôn thử. À nhầm nhầm, sorry. Tại vì trong cái điều kiện lọc mình chưa có đưa cái thằng cút chân này vô mà nên là lọc nó vẫn ra như cũ thôi, thêm thằng cút chân. Thì nó còn lại khoảng 6 lần nó thỏa cái điều kiện tương tự là bóng dưới. Thì anh em thấy ở trên đây nó hiện luôn cái lần hiện tại là bóng dưới của cái lần hiện tại là 18 điểm. Còn những lần trước là cái kiểu này. Thì qua đây mình xóa, mình update lại cái thằng Formula 21 này, kéo nó vào lại. Đây thì một số lần thằng bóng dưới nó dài nè. Ô nhầm, sorry, còn sai nữa. Cái này để cái này trên đây để lại cho nó đơn giản nha. Ghi này chỉ điều kiện lọc thôi cho nó dễ. Tại vì điều kiện lọc này mình dùng in cái dấu mũi tên vào đây nè, nên là một số lần nó sai. Kéo lại thì những lần này mắc nè. Thì đây là lần hiện tại, lần tiếp theo nó là nằm ở đây. Tới năm 2020 nó tới năm 2018 nó xuất hiện 4 4 lần liên tục. Kéo tới 2018 luôn. Thì đây 2018 đây. Từ 2017 về trước thì mình chỉ lọc từ 2018 thôi. 2018 đây một cây. Đây một cây. Hai cây đá liên tục, đây một cây. Đây một cây. À, những cây này nó mặc dù cái bóng dưới nó dài á, nhưng mà nó lại không có gáp nên nó cũng không có đúng, hoặc là nó không có thỏa cái điều kiện mình đưa ra. Thì giả sử như kéo kéo những cái điều kiện nó nhỏ lại thì chắc là nó xuất hiện nhiều cái tín hiệu hơn. Thì bây giờ anh em muốn thống kê khai thác dữ liệu, giả sử như ở đây nó xuất hiện chỉ có 6 lần nên là cái điều kiện này nó cũng hơi khắt khe, thống kê nó cũng hơi khó. Chắc là mình cho những cái điều kiện này nó dễ chịu lại một tí. Ví dụ cái gáp này 5 điểm thôi. Ví dụ cái gáp này cho nó chừng 5 điểm thôi, 5 điểm, và cái thằng nến này nó khoảng 15 hay 15 thôi. Hoặc là 10 điểm cũng được. 10 điểm cũng được nữa. Cái thằng cho nó lớn hơn 1.5%. Và bóng bóng dưới cho nó lớn hơn 10 thôi, thì xem nó ra nhiều lần hơn. Sale nó xuất hiện khá nhiều lần hơn. Thì giả sử như mình dự đoán ngày tiếp theo, ngày mai là thấp nhất trong những trong quá khứ nó giảm tiếp hay là nó tăng lại, và giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá đóng cửa và giá cao nhất. Thì điều kiện lọc thì cái này mình chỉ add column thôi. Bản chất cái thông tin này đơn giản nên add column để anh em lấy dữ liệu thôi. Đầu tiên là mình thêm một cái thông tin về gap nữa để cho một hồi ra so sánh cho dễ. Add thông tin
Đây H trừ cái này là gáp. Ví dụ như lấy thông tin ngày ngày hôm sau thử coi giá đóng cửa nó tăng hay là nó giảm so với giá đóng cửa của phiên hôm nay, tức là giá đóng cửa phiên thứ hai á, trong quá khứ thử xem nó tăng hay nó giảm. Thì lấy giá ngày ngày tiếp theo thì mình dùng thằng thằng C thôi. Thằng C và ngày tiếp theo là tương lai thì lấy nó là số dương là 1. Thì tăng hay giảm ví dụ mình trừ cho giá của hôm nay thì nó sẽ ra cái số, nó là cái số bao nhiêu điểm chứ không phải là cái số phần trăm. Thì điểm thay đổi điểm số. Một, nếu mà đặt này bằng A đây để nhiều điều kiện cho dễ, giả sử như thằng A này nó lớn hơn không thì cho nó là màu xanh cho dễ nhìn. Còn A mà nó không lớn hơn không thì nó sẽ là màu đỏ. Rồi thì lọc cái này trước đi. Thì đây nó sẽ xuất hiện tổng cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 lần xuất hiện tín hiệu tương tự. Thì trong đó sẽ có 7 lần là đóng cửa ngày hôm sau tăng giá. Đóng cửa ngày hôm sau tăng giá. Giả sử như mình thêm cái này là đóng cửa một phiên, giả sử đóng cửa hai phiên thử. Thì này đặt nó là B. Cái này sẽ là số 2. À cái hồi nãy mình nói lầm nó, tại vì lần lần gần nhất này chưa có thống kê được là xuất hiện tổng cộng có 11 lần và trong đó có 4 lần giảm giá và 7 lần tăng giá. Thì ở đây mình dùng để 2 ngày. Thay đổi 2 ngày đi. Thì cũng điều kiện tương tự. Ghi đây lần B xong, sell. Hiệp lo thì anh em thấy cái số ngày cái năm 2020 là ngày 19 tháng 3 năm 2020 là cái tin Covid á. Ở không ở trên đây ngày 3 tháng 2 2020 là cái cũng là cái giai đoạn Covid thì nó thêm một ngày giảm nữa. Thì trong đây nó cũng có tổng cộng 10 trong 11 ngày á. Trong 11 lần xuất hiện thì nó có 6 lần tăng và 5 lần giảm. Đó là 2 ngày, còn thời điểm 1 ngày thì nó là 7 lần tăng và 4 lần giảm. Thì cái thống kê này nó số lần tăng và số lần giảm nó cũng xem với nhau thôi. Tuy nhiên là số lần tăng nó vẫn chiếm ưu thế hơn. Nên là nếu mà anh chị em bi quan quá thì cũng có một cái thông số quá khứ nó đã hỗ trợ cho anh em. Nên là trong thị trường này đừng có nghe số đông, đừng có phán đoán mà không có cơ sở. Anh em thấy trong quá khứ là bản chất nó xấu y chang như phiên hiện tại. Không ai nghĩ nó tăng nhưng mà đóng cửa nó tăng. Còn giả sử như anh em mua được giá thấp nhất giả sử như mua được giá thấp nhất của cái phiên ngày hôm qua, cái phiên giảm mạnh đó, chứ không phải là cái giá đóng cửa nha. Giả sử như mình dùng đây là giá thấp nhất thì mình để lệnh lờ đi, thì khả năng bao nhiêu phần trăm có lãi. Thì thấp nhất hôm qua, bản chất thấp nhất hôm qua là kết thúc cái phiên sáng đầu phiên chiều,
là nó là cái điểm thấp nhất. Thì đây nó sẽ ra sau một ngày có lãi là kể cả cái lần hôm qua luôn, nếu mà anh chị em mua được giá thấp nhất thì nó đã tăng lên 18 điểm so với vùng thấp nhất. Thì sau một ngày á là tổng cộng ở đây có 10 12 lần thì chỉ có một lần duy nhất là lỗ. Và nếu mà sau 3 ngày á, sau 3 ngày thì cái này phải bỏ ra. Còn đây chỉ có 11 lệnh thôi, 2 4 6 8 10 11 lệnh thì có 3 lệnh lỗ và 8 lệnh thắng. Thì đây là cái thống kê về cái mẫu hình của cây nến gút chân. Để mình kéo vào biểu đồ cho anh em nhìn lại một lần nữa để nói chung dự đoán á, thì nó cũng 50-50 thôi, nên là anh em đừng có tin vào cái phán đoán của mình mà nên dựa vào cái dữ liệu nó quá khứ nó đã nói cái gì thì mình để mình dựa vào đó nó sẽ hợp lý hơn. Thì đây là những cái lần bản chất cũng có những lần nó sẽ đi tiếp và giảm rất là nhiều. Tuy nhiên mình làm cái này không phải mình kêu anh em bắt đáy hay là giữ hàng. Bản chất trong group của mình khuyến nghị bây giờ hiện tại chỉ còn có một mã một thôi. Thì dính là mình cắt lỗ, và cắt lỗ của mình cũng rất là nhỏ chứ không có lớn, tầm 4-5%, 3%, bản chất trung bình là 3% là mình đã cắt rồi. Nên là cái này để cho quan trọng nó là khoa học, nó là thống kê. Buổi hôm nay là mình muốn anh em tiếp cận theo hướng thống kê để mình đánh giá nó chủ quan hơn. À nhà nó khách quan hơn chứ. Thì đó những lần nó xuất hiện đây đây thì cũng có những lần ngay đáy và cũng có những lần còn giảm thêm. Thì đây là trên trên khung ngày và cây nến, hình dạng cây nến. Còn giả sử như mình bước vào khung tuần, bước vào khung tuần thì mình làm vài cái đánh giá trên khung tuần cho anh em tham khảo thử. Cái khung tuần thì mình mở một cái set mới lên luôn đi cho nó. Để mình để cái đường mà 10 tuần này vào. Và kéo thêm một cái đường MA 50 tuần vào. Thì anh em thấy ở trên đây nó có, thì cái biểu đồ này bình thường mình cũng hay đưa mọi người xem á, là cái giai đoạn hiện tại nó cũng giống giống quanh quanh đây nè. Thì đầu tiên là cái đường MA 50 tuần á, nó đã hướng cái xu hướng nó đã quay lên tăng. MA 50 mình cho nó đậm lên đây mọi người nhìn đó. Nó chuyển cái màu sang cái màu xu hướng tăng của thằng MA 50 tuần nè. Và cái MA 10 tuần nó đang cắt lên. Thì một số anh em thấy cái giá này nó cắt xuống MA 10 tuần thì có thể là tín hiệu nó xấu, nhưng mà mình đi làm một cái thống kê và cái này mình cũng test luôn cái chiến lược. Xem thử những cái lần nó cắt lên MA 10 tuần nó cắt xuống mà 10 tuần, giả sử như cắt xuống cắt xuống mà 10 tuần này thì mình thống kê thử kem có bao nhiêu lần nó cắt xuống mà 10 tuần và nó đóng cửa ngày hôm tuần sau, là nó xem nó tăng hay là nó giảm. Mình cũng mở một cái cửa sổ mới là cửa sổ
22 nè, thì cái này tạm gọi là MA 10 tuần đi. Để đây cho anh em theo dõi, dễ theo dõi này. Thì giả sử cái phiên hiện tại là giá nó vừa, cái tuần này là cũng là cái tuần mà giá nó cắt xuống MA 10 tuần nè. Thì mình xem trong quá khứ cái số lần mà nó tuần tiếp theo nó tăng và nó giảm như thế nào. Thì cắt xuống mình đặt nó cái biến cắt xuống bình thường thôi. Thì trong AMI Joker nó có hàm cross, là cái hàm dùng để cắt xuống, tức là cắt xuống thì là MA 10 tuần. MA 10 tuần nó bị cắt xuống bởi thằng C10. MA thì dùng hàm C10 và bị cắt bởi giá, thì ở đây là giá thôi, điều kiện cắt xuống. Thì mình lấy giá của cái phiên cắt xuống này, giả sử như cái phiên hôm đó là mình là giá đóng cửa, dùng cái hàm value van nè. Value van điều kiện là cắt xuống, nó phải cắt xuống và mình lấy giá đóng cửa của nó, lấy giá đóng cửa của nó là thằng C. Thì mình cũng đi add column để xem cái dữ liệu cho anh em lọc thôi. Add column giá của lấy giá của tuần tiếp theo cũng dùng y chang hồi nãy thôi. C,1 về tương lai trừ cho thằng trừ cho giá của phiên hiện tại cũng được, hoặc là ghi giá cắt xuống thì bán chắc mình dùng có một phiên mình ghi vậy luôn đi cho dễ. Mình ghi ở đây là tuần, tại vì một hồi mình sẽ dùng dữ liệu tuần để mình phân tích. Thì vẫn là 1.1. Và cái thằng này đặt cho nó là một cái biến nào đó đi, để điều tô màu điều kiện. Rồi copy bên đây qua cho nhanh. Rồi nhiêu đây đi ấy là chết thử coi. Không có lỗi gì. Rồi chết không có lỗi gì rồi. Chuyển qua đây phân tích nha, thì hồi nãy giờ là mình phân tích trên khung thời gian ngày, bây giờ anh em muốn phân tích trên khung thời gian tuần thì nhấp vào đây chọn cái này thành tuần thôi. Ok, explore. Thì đây nó cắt xuống nó sẽ ra nhiều hơn. Thì cái này điếm nó lâu quá, để mình giả sử nó là một cái chiến lược mua bán luôn đây cho nó dễ nha. Giả sử cái điểm cắt xuống cái điểm này là mình mua tại cái điểm này để dùng backtest á, nó sẽ thống kê cho mình dễ hơn. Buy bằng cắt xuống và sell, tức là bán là tuần tiếp theo, kế tiếp theo thì mình dùng là sell là tuần tiếp theo, tức là 3 sin
Passing by là tầng sau, đóng cửa tầng sau của từng thằng 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 bay này. Nó ngày tiếp theo là nó bằng một, bằng một. Ok, rồi bây giờ mình bên đây mình không có explore nữa, mà mình bắt test thử, tại vì nó có buy sell là đủ để bắt test rồi, nhưng mà cái này thì ở đây để chỉ có trường hợp long thôi, không có short. Explore bắt test thì nó ra lãi lỗ để cho anh em đếm nè, thì mình khỏi cần đếm bằng tay, chủ yếu là mục đích đếm bằng tay nó nhiều lắm, nó cũng hơi lười. Ở trong đây nó sẽ ra bao nhiêu lần lãi, bao nhiêu lần lỗ. Thì tổng cộng nó có 20 22 lệnh. 22 lệnh và ở trong đây nó sẽ có 10 12 lần thắng nha. Là cái số lần thắng này, tức là cái số lần tuần tiếp theo nó tăng giá. Nó còn nhiều hơn là cái tuần tiếp theo giảm giá nữa nè. Nên là cũng nếu mà anh em thấy cắt xuống MA 10 tuần bán, cắt xuống MA 10 tuần bán là cũng chưa chắc đã là cái quyết định mà sáng suốt đâu. Nên tất cả những gì mình làm mình dựa vào dữ liệu thống kê, mình muốn cho anh em thấy là những gì mình nghĩ, mình tưởng tượng đó, nó khác xa với thực tế. Thì quay lại nếu mà anh em muốn bay lót để dễ nhìn thì cũng được, để mình bay lót anh em xem những cái lần nào để copy bên đây qua thôi cho nhanh. Cái này là ghi chữ bài luôn, bài hay cắt xuống gì nó cũng giống nhau. Rồi y chang vậy đi, sell này là 22 thì mình kéo thằng 22 mình bỏ vào đây, nó xuất hiện những lần này đây. Ví dụ lần này là tuần tiếp theo lỗ nè, lần này cắt xuống, tuần tiếp theo tăng vèo vèo, lần này cắt xuống, tuần tiếp theo đóng cửa vẫn cao hơn, lần này cắt xuống đóng cửa cao hơn, lần này cắt xuống đóng cửa thấp, lần này cắt xuống đóng cửa cao hơn. Nói chung là để này cho mình nhìn thôi, chứ tổng cộng là có tới 22 lần, 22 lần mà có 12 lần thắng và 10 lần bại. Thì giả sử như mình thêm một số điều kiện vào nó, giả sử như mình thêm điều kiện như hiện tại là đường MA10 nó đang nằm trên MA50 và đường mà hai thằng này á thì nó đều đang đang tăng hết, nó chưa có đổi màu, đều đều đang tăng. Thì mình thử cho anh em tham khảo. Thì cái này mình thử nhiều trường hợp, đưa ra nhiều cái option để anh em hiểu cái câu lệnh, anh em muốn sửa theo ý anh em nó dễ. Thì giả sử như MA10 tuần tăng, MA10 tuần ghi 10 thôi, tăng cho nó dễ. Thì mình đặt cái biến MA10 bằng MAC phải 10 cho nó dễ, cho nó nhanh. Thì mà MA10 tuần tăng thì tức là MA10 nó lớn hơn MA10 của tuần trước. Tuần trước thì cứ dùng reference những cái này, những cái hàm rất là đơn giản. MA10 của tuần trước thì là trừ 1. MA50 cũng cũng tương tự vậy luôn. Làm thêm cái khai báo thêm cái thằng MA50 nữa. MAC50. Rồi đây là MA50 tăng. Bằng MA50 nó lớn hơn. Copy cho nhanh. Cái này sửa lại thằng 50 thôi. Thì hai điều kiện MA10 tuần tăng, MA50 tăng. Rồi thêm vào đây nữa nhé. MA10 tăng.
Thì thêm phải thêm chữ and vô đây mới được. MA10 thăng. And MA50 thăng. And cái nữa. MA10 nó lớn hơn MA50. Cái này là dữ liệu thuần. Rồi xong bài này thì lúc này chắc là điều kiện nó sẽ ít hơn một tí. Thì vào đây bắt test để cho nó điểm. Nó xuất hiện có không kể lần này. Không kể lần này thì nó có 2 4 6 lần, 3 thắng 3 thua. Mình không mình làm biến điểm thì nhấp vô đây cho nó điếm vậy mình thôi. Tổng cộng 7 lần nhưng mà lần hiện tại nó chưa có kết quả, chưa có chay nè. Nhưng mà tổng thể khum profit á là nó ra số dương nha. Là anh em vẫn thắng để mình coi lại cái lót cái dùng cái dữ liệu của thằng cơ sở để đánh luôn. Ủa sao thì xử lý xong anh em, hồi nãy quên, tại vì mình load lại cái setup sẵn của mình về cái những cái điều kiện ở trong backtest này mình quên chọn lại ngày nên nó ra khá là nhiều. Thì đây nó ra kết quả đúng như trang nãy nè. Thì cũng nói chung là cũng không cải thiện gì mấy. Cũng 6 lệnh 3 thắng 3 thua. Nhưng mà tổng thể tính ra phần trăm á thì anh em được đánh theo này là tổng lợi nhuận là vẫn thắng. Còn giả sử như cái này là mình viết code này á là mình lấy giá đóng cửa, giả sử như anh em không phải là mua ngay giá đóng cửa mà mua ngay giá được giá thấp nhất hoặc gần thấp nhất thôi. Giả sử như nếu mà nói giá thấp nhất thì nó lại không có thực tế, bởi vì đâu có ai mà canh được giá thấp nhất. Tuy nhiên là giả sử như mình mua cái từ cái giá đáy mà thoát khỏi cái cách đáy chỉ có 5 điểm thôi á, thì để mà khai báo cái giá mua vào á thì anh chị em dùng cái thằng buy price nè, thì nó sẽ cho là cái giá mua của thằng của cái lệnh mua. Bình thường mình không khai báo gì thì nó sẽ lấy giá đóng cửa làm cái giá mua đầu vào, còn nếu mà mình có khai báo thì nó sẽ lấy khác. Thì đây dùng value when value when, giả sử như trong cái đợt cắt xuống mình lấy thằng giá thấp nhất cộng cho 10 điểm đi, tức là nó sẽ khi mà anh em thấy nó xuống giá thấp nhất rồi nó phục hồi lên 10 điểm là do sẽ lúc đó mình mua được cái cây đã sử hôm qua phục hồi lên 10 điểm anh em bắt đầu mua, thì xem thử coi lãi lỗ nó ra như thế nào. Ok, mình sell lại bên đây, qua đây bắt test tiếp thôi. Bắt test thì anh em thấy nó tăng lên tới 15%, bởi vì những cái phần trăm thắng này nó lớn lên nè, thì tỷ lệ thắng tới 15%. Thì cứ rồi sau hai phiên bán, sau một phiên bán là phiên tuần hôm sau là mua từng này từng sau bán bằng giá đóng cửa của từng sau. Còn giả sử như anh em bán được giá cao nhất của từng sau, giả sử giá cao nhất của từng sau nó giảm xuống 10 điểm mình bán sell right. Thì cũng bằng y chang cái này là khi sell à, cái này phải để ở dưới thằng sell mới được, tại vì khai báo sell rồi mới có nó. Sell right, sell thì nó sẽ bằng giá cao nhất. Giả sử như từ giá thị trường anh thấy anh cho em thấy từng sao tạo đỉnh cho nó giảm 10 điểm anh em bán H trừ 10
Rồi bắt test thử. Chỉ còn có một lần thua. Thì cái này là bản chất mình thống kê đến em thấy thôi. Là cái điều kiện hiện tại để mình dò lại thử xem nó sẽ là những cái lần nào ở trên biểu đồ nó xuất hiện trên biểu đồ tuần. Bởi vì cập nhật thêm vài cái điều kiện lên rồi. Điều kiện mà A10 phải tăng, mà A10 nằm trên mà A50. Thì những lần đó nó sẽ tương tự. Lần này là lần bị dính lỗ nè. Còn đa phần những lần trước là có lãi. Lần này cũng cũng lỗ. Nếu mà bán ngày hôm nay lỗ, còn lần này lãi nè. Những lần này thì một á là MA10 tuần nó tăng, MA50 tuần nó lại giảm, MA10 tuần nó nằm dưới MA50 tuần. Thì trong quá khứ năm 2018 là những lần này nè, lần này, lần này, lần này, anh em thấy đa phần tuần sau là nó. Sao không sợ? Có gì đâu sợ. Thì mình test cho anh em hai cái khung thời gian cho anh em thấy là khung ngày và khung tuần. Bởi vì mình cái này là thật sự mình vừa làm, mình vừa ghi cái clip chứ không có cái kịch bản trước. Nên là mình cũng không có biết ý tưởng gì để làm mà cho anh em hết bi quan, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một thứ là những cái gì mà anh em nghe mà chưa có tự mình test lại á, thì hạn chế tin á. Bản chất bất cứ cái chiến lược nào, kể cả phân kỳ hay là MACD, bất cứ cái chỉ báo nào, nếu mà anh em chưa có test, chưa có kiểm tra nó phù hợp với cổ phiếu nào hoặc là nó phù hợp với giai đoạn nào á, sử dụng là gần như là tỷ lệ thắng dưới 50%. Mình test rất là nhiều nên là mình kinh nghiệm được cái chuyện đó. Thì nói chung cái điều kiện cắt xuống mà 10 tuần nó cũng không phải là quá xấu như là mình test trên khung tuần cho anh em thấy. Và một cái nữa là cái cây nến kiểu này trên khung ngày anh em cũng thấy rồi đó, là mình làm ra là nó cũng không có quá xấu như là mình dự đoán hay là mình sợ. Để mình xem thử coi trên đây nó còn cái gì để mà bản chất những cái hệ thống của mình làm ra cũng vậy, tỷ lệ thắng nó cũng có khi là 50%, 60%, 40 mấy%, tức là nó cũng xem 50% một thắng một thua thôi chứ không phải là nhất thiết nó phải thắng. Nhưng mà cái hệ thống đó, nó được một cái là anh em giữ lệnh dài được, đơn giản thôi, những cái lệnh sai cắt 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 nhanh ngay lập tức. Thì chắc là hôm nay mình cũng dừng cái clip ở đây. Thì vào thứ bảy tuần sau mình sẽ ngồi livestream trực tiếp, hy vọng anh em bỏ thời gian ra để trao đổi. Và anh em có cái ý tưởng nào muốn mình viết code viết thành hệ thống thì mình sẽ viết trực tiếp để tặng cho anh em, và anh em khác thì cũng có thể từ đó copy ra. Đơn giản là hôm nay quan trọng nhất mình tóm lại với mọi người là trên các khung tuần và khung ngày á, xác suất đúng sai nó cũng chỉ 50-50 chứ nó không phải là xấu, nên anh em đừng có quá bi quan. Còn bản chất ví dụ như cổ phiếu mình giao dịch nó về tới cái vùng mà cắt lỗ á, thì bắt buộc mình phải cắt, không phải vì nó xấu mà vì cắt để mình giữ kỷ luật cho bản thân mình, để những lần sau mình không có ăn may, mình không có dựa dẫm vào những cái hên. Đầu tư dài hạn là phải dựa vào thống kê, dựa vào hệ thống chứ không phải là may mắn mà có. Thì chắc là hôm nay mình kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Hy vọng là những cái kiến thức này giúp được cho mọi người.